Hồng Vân và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Quen hoặc thích một bạn nữ á, thì con hay nói chung là rất là chiều bạn đó. Một là con sẽ thấy bạn đó cần gì thì con sẽ nói chung là con tự đi mua tặng luôn. Để con chịu quá, có nghĩa là nhiều cô gái là con chịu vậy thì hình như là họ chán hay sao á. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ mối tình đầu 6 năm. Lý do tại sao chia tay? Lý do là do khoảng cách địa lý. Bạn đi hợp tác lao động ở Nhật. Gần quá xa. Xin mời nhà gái. Để đâu đây con? Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, dạ, ngồi chào. Đi em. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân chút xíu nè. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Rồi, chào con. Chào bạn Nam bên cạnh và toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Mình xin tự giới thiệu, mình là Bích Phượng. Năm nay mình 28 tuổi. Đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Con đang làm quản lý đơn hàng cho một công ty may xuất khẩu. Con sống tại Hóc Môn, quê quán là ở Lâm Đồng. Rồi, mời bạn trai. Chào chú Linh, chào khán giả và chào bạn nữ bên cạnh. Con thì hiện tại năm nay 29. Con là Tinh Thành. Gì Thành? Dạ, Ngô Trọng Thành. Hiện tại thì con đang làm 3 công việc. Ngoài công việc chính là làm dành chính là bên IT ra thì con còn nhận làm thêm tại ngoài giờ tại công ty và làm tự mở quán ăn riêng. Mở ở đâu? Dạ mở tại quận 11 Dạ đúng rồi. Thành bán gì? Dạ không bán mì quảng chứ. Rồi ngon. Bây giờ nhà gái cho biết sơ yếu lý lịch nhẹ nhàng trước, điểm yếu điểm mạnh cái nào? Điểm mạnh của em là nhiệt tình, năng động, sống chân thành và biết quan tâm chia sẻ người khác, là người có thể thích nghi với mọi môi trường được ạ. Thôi còn điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh thì sống đôi lúc bị tình cảm chi phối, hay quên quên lặt vặt, bị mù đường và đôi lúc bị lười theo cảm tính. Và có rất là nhiều nỗi sợ, như là sợ độ cao, sợ ma và cả sợ bò sát nữa. Rồi bạn Nam ơi, con nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh con là nói chung là con có thể tự nấu ăn, tự làm việc nhà được. Nói chung là kiểu thích làm việc. Cái điểm yếu nhất của con là khi mà con quen hoặc thích một bạn nữ thì con hay nói chung là rất là chiều bạn đó. Một là con sẽ thấy bạn đó cần gì thì con sẽ nói chung là con tự đi mua tặng luôn. Hai là bạn nó thích thì con thấy ok là con mua luôn. Con không có quan tâm quá vấn đề về cái món quà đấy. Điểm này đâu phải điểm yếu đâu. Dạ. Ngon nồng có điểm này mà. Không, để con chịu quá, có nghĩa là nhiều cô gái là con chịu vậy thì hình như là họ chán hay sao á. Thôi không có đâu, chịu vậy không chán đâu con. Vậy hả? Vậy là Thành có mấy mối tình rồi? Dạ, con thì tầm 2 mối cô. Giống con. Mỗi lần con mua đồ cho nó nhiều quá nó bỏ con hay gì? Dạ, tự nhiên đang vui vui chứ bạn nó kêu không muốn quen nữa cô. Con vậy? Không biết lý do cô. Mặc dù đang đi chơi vui lắm con, mà bữa sau tự nhiên quạo cái khi không muốn quen nữa. Con cũng suy nghĩ, nói chung là con nhìn nhận bản thân trước. Con sẽ coi là con có lỗi gì không. Con gọi điện suốt luôn á, gọi là chẳng thương. Nếu kéo mà không được. Dạ mà con thấy bạn đó nói chung dứt khoát quá thì con cũng cảm ơn. Con cũng tặng bạn đó con gấu. Con cũng nói bạn đó là cố gắng chăm sóc cho nó thật kỹ, tốt. Đừng để nó buồn của con. Bây giờ con ở không bao thời gian bao lâu rồi? Cũng lâu cô. Mấy tháng rồi. Tại vì trời đất ơi lâu quá trời, có mấy tháng ở không mà nó lâu quá lâu. Nửa năm mà cô. Tại vì khi con xác định quen một ai đó thì con chỉ quen một người và những người còn lại giống như con không có không. Con bắt cá một tay thôi. Đúng rồi. Không có bắt cá hai tay. Đúng rồi. Đúng không? Hai tay một con cá cô ạ. Dạ kiểu là con chấp nhận cái kiểu này con. Trời bận trở lạnh. Còn anh bận chờ em. Đó. Mình chờ em đó, Thì em chấp nhận là em suy nghĩ là em chấp nhận có thể là thời gian lâu cũng được, 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng được. Nhưng mà em chấp nhất là cái mối tình đó là phải làm em tin vào cái, nói chung là em sẽ tìm cái tình yêu của em. Rồi, nãy nghe bên kia cũng hai mối ha. Hai mối. Rồi. Dạ, chào anh Quyền Linh. Rồi, mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ, mối tình đầu 6 năm. Lý do tại sao chia tay? Lý do là do khoảng cách địa lý. Bạn đi hợp tác lao động ở Nhật. Rồi, quá xa.
Mối tình thứ hai bao lâu? Dạ, mối tình thứ hai thì cũng được 2 năm. Vậy là coi như em cũng yêu 8 năm rồi đó. Dạ đúng rồi. Em hình dung người yêu lý tưởng của em một mẫu hình như thế nào? Em thích một bạn cao một chút xíu, tầm 1m7. Em thích một bạn có cửa sổ tâm hồn hoặc là trong sáng, nụ cười tỏa nắng. Như vậy thôi. Nãy tôi thấy ấy nó cười rồi xíu tự ghê, em cảm giác điều đó. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích một người keo kiệt, vô tâm. Bạn này không có gì luôn. Keo, này... Không keo và không hề vô tâm, không quan tâm quá luôn mà bị bỏ. Em nghe bạn chia sẻ thì thấy bạn là người sống rất là tình cảm. Bây giờ tính được 90% rồi đó. Bên nói suy nghĩ về mẫu người bạn gái như thế nào cưng? Cởi mở vui tính rồi biết quan tâm người khác là được. Vậy thôi hả? Dạ, tại vì nói chung nghề nghiệp thì em cũng không quan trọng. Tại vì em tin tưởng bản thân em có thể làm được. Em đi với em trai? Dạ, em đi gia đình, ba mẹ với là bạn. Rồi, xin... mời đại diện nhà trai ạ. Chào chú Hoàng Linh. Dạ, xin chào. Ngưỡng mộ em rất lâu. Chào cô Hồng Vân. Dạ. Chị rất thích chương trình này. Tôi là mẹ của Ngô Trọng Thành. Nói chung gặp bạn gái con cháu này cũng dễ thương. Mà chút mở rèm ra thì hai đứa thí dụ có tim mà đập hay gì đó thì hai đứa nó bấm nút thôi. Sẽ chứ còn đúng, không? Đúng rồi, cảm nhận được như thế nào. Dạ. Chứ còn giữa ba mẹ thì là chị... sao cũng được hết. Miễn con mình nó yêu mà là mình yêu. Đúng rồi. Cảm ơn bên nhà trai. Dạ. Còn tôi đi với ai đó? Dạ, hôm nay em đi cùng đại gia đình ạ. Ba mẹ, em gái, bạn thân chị và đang có sếp trên đường tới đây nhưng mà không có kịp. Dạ, kính chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ, chào anh. Kính chào phía nhà trai, kính chào khán giả trên hội trường. Tôi là bố của con Võ Thị Bích Phượng. Bạn trai này rất là sống có tình cảm. Những câu nói á, ghi nhận được cái tình cảm được hay giữa hai đứa tìm hiểu. Mẹ nói vài câu đi. Dạ MC. Dạ, thấy hai cháu cũng hai cháu bây giờ hai cháu nó đặt đâu thì cha mẹ cũng đồng ý theo. Giống dạ cũng mình xây dựng cho hai con thôi. Phải để cho hai đứa nó quyết đi Linh ơi. Vậy mở rào đi. Ừ. Rào mở. Con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Bóng tặng bóng đó, đời người ra không tặng bông luôn thiệt á. Quà quyết rồi dắt đi shopping rồi liền. Em có món quà tặng cho anh ạ. Cảm ơn em đến. Anh có tặng cho em không? Có tặng em chứ, anh tặng em chứ. Đưa cảm ơn cô giữ. Cái gì đọc rồi ơi. Cái khăn ạ. Cái khăn nè. Đeo chiếc khăn vô ấm lên cho bạn đi. Em nghe nói tặng khăn là dễ chia tay lắm đó nha. Đâu, tại vì con thích này. Cái nhà này con đi lửa, con tự giặt luôn con. Tự giặt luôn rồi, đúng giặt rồi. Luôn rồi hả? Giặt rồi, sạch rồi. Ôi đó. Quấn khăn vô còn tròn cho đẹp, quấn giống như mệt vậy. Con chưa tặng bao giờ rồi chứ. Chưa biết luôn. Vậy mua khăn tao phải tìm hiểu quấn này kia chứ. Em á, là một người cực kỳ thích kinh doanh. Cái mà yêu cầu của em đối với chương trình á là muốn một người bạn trai vừa biết về marketing nè, vừa yêu thích kinh doanh, sống tình cảm nữa. Nên là em nghe anh giới thiệu thì em cũng thấy rất là hồi hộp, mong gặp anh là như thế nào á. Em thấy ok không? Ổn tí không? Em thấy mấy người mà mũm mĩm một chút xíu, anh cũng hơi mũm mĩm. Cưng thích đúng không? Xíu nữa chắc sẽ bấm nút. Xíu nữa chắc sẽ bấm nút. Em có nói sơ qua về cái cảm nhận của em á. Còn anh thì thấy em như thế nào? Với anh thì em thì cũng vui tính, dễ thương. Cũng nói chung là nếu em tặng sách thì anh nghĩ là em đã có một cái ý tưởng gì đó đúng không? Dạ. Thì em mới tặng anh. Thì nói chung anh cũng thích. Anh Thành á khá là phúc hậu. Dạ. Rồi đó cái đôi mắt sao? Đôi mắt sao? Dạ, xuyên qua cặp kính thì vẫn thấy có hồn ạ. Có hồn, đôi mắt trong sáng đúng không? Còn nụ cười sao nè? Dạ, cũng được. Anh nghĩ thế nào về bạn thân khác giới? Em gái mưa hay bạn thân khác giới thì em không có sự tin tưởng nhiều. Có nhiều bạn gái mưa hay em gái mưa không? Không có nhiều bạn không? Thì mình phải nói. Chứ anh Linh là nhiều em gái mưa lắm á. Có à, tôi không bao giờ có em gái mưa. Không có bao giờ em gái mưa gì, gió gì chân. Tôi có em gái bão thôi. Có em gái bão thôi. Ôi bây giờ hai đứa đứng lên nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, nói rút ruột rút gan hết về đối phương của mình thế nào đi nào. Hai bạn nắm tay nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay luôn. Đấy,
mình rút ruột rút gan mình suy nghĩ sao mà nói vậy. Có thể anh chưa giỏi trong tình yêu nhưng anh có thể học, chỉ cần anh và em cho nhau cơ hội thì em sẽ đồng ý hẹn hò với anh nhé. Nút trả lời nha. Không biết sao mà mấy bé kia nó bỏ được Thành ta, thiệt luôn á. Thằng trai quá đáng yêu á. Rồi, tại vì duyên là của con. Duyên là của con đúng không? Bởi vì con nghĩ vậy đó. Nút bấm đó phải xuất phát từ con tim của mình nha các bạn. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau. Hôm nay có ba mẹ hai bên tham dự luôn. Thiệt luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Và sau đây là màn thú vị nhất của chương trình, đó là bạn trai hãy đặt một cái hôn nhỏ nhẹ lên má của bạn gái. Nghiệp mới quen mấy tháng nhá, chắc chưa biết hôn luôn. Dạ chưa, mới nắm tay. Nụ hôn đầu tiên đó nha. Nào, từ từ bình tĩnh. Hít vô. Thấy sao? Ngưỡng máp luôn hả? Ngưỡng đầu đài của nó đó. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. Mọi điều may mắn tốt lành. Cung hỷ nha. Rồi, như vậy là cặp đôi đầu tiên là họ bấm nút. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Bạn gái sao? Dạ, em trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện tại có một bé gái 13 tuổi. Rồi bây giờ bé có sẵn sàng để cho mẹ có ba mới không? Dạ có ạ. Ủa nhưng mà em chia tay với ông xã bao lâu rồi em? Dạ, chia tay cách đây cũng phải 10 năm rồi ạ. 10 năm luôn á hả? Dạ. Em thì muốn có một cái người mà bản lĩnh chút xíu, rồi có khiếu hài ước. Xin mời nhà gái. Cặp đầu cũng lại quá ha. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai. Rồi, bên nhà gái nè, mình giới thiệu về bản thân coi nè. Chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào em. Em tên là Nguyễn Hoàng Cẩm Thúy, đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành gì Thúy? Công việc của em là giáo viên mầm non. Ở quận mấy cưng? Dạ, ở quận Gò Vấp ạ. Năm nay là Thúy... 42 tuổi. Năm nay Thúy 42 tuổi rồi. Rồi, xin mời nhà trai. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào mọi người ở trường quay. Em là Phạm Ngọc Trước, năm nay 46, quê ở Đắk Lắk. Hiện là đang sinh sống và làm việc ở như Bình Dương. Làm nghề gì? Em chạy xe. Nhà gái cho biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, thích thực nấu ăn, thích đi du lịch. Điểm yếu là hay quên, với lại hơi nhút nhát trước đám đông chút xíu. Mà khi nào mà quen rồi thì sẽ rất là vui, rất là nhiệt tình. Thôi, nhà trai, điểm mạnh là gì? Em nói chung là không hút thuốc, không rượu. Rồi. Khiêm tốn thật thà dũng cảm. Khiêm tốn thật thà dũng cảm. Có điểm yếu gì không chút? Em cũng có điểm yếu. Là gì? Cũng hơi nhút nhát. Thôi, bây giờ em nói cho đàn gái biết mình có con đường tình duyên nó trắc trở thế nào? Nói chung là cũng có hai mối tình. Lâu lắm, mối tình đầu tiên thì... Mấy năm?
chắc phải 2-3 năm á. 2-3 năm rồi, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì cũng chẳng nhớ nữa. Không nhớ nữa. Dạ. Quen lâu không? Chắc khoảng 5 rưỡi 2 năm vậy đó. Lý do tại sao chia tay hai mối tình đó? Bạn về quê bạn sống rồi làm... em cũng không có về. Về quê sống rồi thôi mình không về mình ở luôn. Dạ. Bạn gái sao? Dạ em trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Còn mà hiện tại có một bé gái 13 tuổi. Là ở với em hả? Dạ bé được ở hai bên. Bé tại vì bé hiện tại đi học ở quận 3. Em thì em ở Gò Vấp thì bé cái hộ khẩu bé nhập bên đó thì bé được học bên nội. Thì cuối tuần là khoảng thứ bảy chủ nhật là em đón bé về bên đây. Có nghĩa là bé đi qua đi lại hai bên được luôn. Bé ở hai bên. Từ đó giờ luôn? Dạ từ đó giờ chứ không phải bé ở một bên nào hết á. À rồi bây giờ bé có sẵn sàng để cho mẹ có ba mới không? Dạ có ạ. À. Ủa nhưng mà em chia tay với ông xã bao lâu rồi em? Dạ chia tay cách đây cũng phải 10 năm rồi ạ. 10 năm luôn đó hả? Dạ. Rồi 10 năm đó có mối tình nào không? Cũng có, với bạn bè giới thiệu một hai mối tình. Nhưng mà cũng không có thành. Tại vì cái người đó đến với mình không có sự chân thành. Ừ. Dạ. Cho nên là thôi. Dạ. Em nghe cái người bạn bên đây tâm sự thì em thấy sao? Em cảm nhận về bạn bên đây như thế nào? Thấy bạn cũng hơi nhút nhát. Đúng rồi, bạn nói bạn nhát mà, điểm yếu của bạn là nhát mà. Nhát, em thì muốn có một cái người mà bản lĩnh chút xíu, rồi có khiếu hài ước. Còn ngoại hình thì em có mong muốn gì không? Cao hơn em là được. Em cao mét mấy? Dạ, em cao 1m50 ạ. 50 hả? 50 yên tâm thì chắc cao hơn ạ. Hơn. Ồ, cao, cao hơn. Chào em. Dạ, chào chị. Sao trầm tư dữ vậy? Tiếng em nó vậy điều gì? Bây giờ nghe cô gái kia nói có gia đình rồi thì em cảm nhận thế nào? Em thấy cũng bình thường rồi. À. Có châu có nghe luôn đấy. Ừ. Dạ. Bây giờ chức thích người phụ nữ thế nào nói cho nói mỗi nghe, nghe là, đi. Coi như em thử cầu được ước thấy rồi. Em tưởng tượng như nào là chị trả lời hỏi đáp liền cho em luôn nè. Bạn gái bên đây sao nè? Bạn gái thì nói chung là nhìn vào mà cảm thấy thích là được. Em tưởng tượng thử bạn bên đây coi da trắng hay là đen, tóc dài hay ngắn, khuôn mặt sao? Chắc là khuôn mặt cũng hơi tròn tròn. À có tròn. Có tròn luôn. Da sao, nước da sao nè? Nước da thì cũng bình thường nhưng không trắng cũng không có đen. À hơi bị trắng nha, nước da hơi bị trắng. Trắng bằng gì chị Hồng Vân không? À có thể là xem xem đó cưng. À thế là ok rồi. Ừ. Nghe trắng cười tươi sợ luôn. Ở trước á là rất là nhút nhát, ít có nói. Thành ra bây giờ thật sự nó đi tìm người yêu cũng hơi khó đó. Nói chung cái trước phải năng động hơn nữa, nói nhiều hơn nữa ha. Dạ. Thực ra thì em ngày xưa cũng hay đi hát lắm ấy chứ. Ủa nhưng mà bây giờ kiểu ít đi hát, công việc này nọ ít đi hát thì đâm ra nó chưa đi hát rồi đó hả? Dạ cũng đi hát. Hát nghe đoạn coi bài nào sung sung coi không khí nó sao cái đó. Ờ đúng rồi. Để em hát bài mạnh mẽ lên nào. Có lẽ nào à? Rồi. Có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một nửa đời nhau. Có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau chia tay nhau sao không lời hò hẹn em chăn trở giấc ngủ muộn màng anh một đời và víu mảnh trăng tan. Trăng vỡ mãi nên hồn còn băng giá. Rồi, được rồi, băng giá lắm rồi, được rồi đó. Hát đau khổ quá. Dạ, dạ, dạ. Cố gắng là hát sao cho thoải mái hơn nữa. Chào anh dạ. Này, duyên dáng xinh xắn dạ. Không? Đó chứ anh đây thật thà, chất phác dạ. Nhẹ nhàng, dễ thương, tình cảm, ít nói, nhút nhát. Nó đại khái nãy giờ anh cảm nhận như thế. Rồi chúc hai người nói chuyện nhau, coi nó hợp nhau điều gì không nha. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mấy bạn đồng nghiệp của em. À. Dạ em xin chào hai anh chị MC và tất cả khán giả ở trường quay. Ừ. Em là bạn đồng nghiệp của chị Thúy. Theo em thì thấy thì anh thì rất là chân thành và chín chắn nữa. Nên em cảm thấy rất là hợp. Cho nên là hai anh chị cho nhau cơ hội. Cảm ơn em. Em đi với ai? Em đi với cháu. Dạ. À cháu hả? Dạ xin chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân. À, chào, chào bên nhà gái và chào toàn thể mọi người trong hội trường. Con là cháu của chú, chú là chú út trong gia đình. À, cháu ruột luôn hả con? À, cháu ruột. Ừ. Chú thì cũng lớn tuổi rồi mà tính chú thì nhiều khi cũng nhút nhát. Tới đây cũng mong chú có một mối tình để có người bầu bạn về già và sau này nữa.
nên thấy bên cháu thấy cô bên đây sao? Cô rất là phù hợp với chú, thì mong chú với cô có thể tới được với nhau, tìm hiểu thêm, rồi tốt nhất được thì về một nhà ở. Hay quá. Vậy là vui nhất. Rồi, cảm ơn cô. Tốt rồi, mở rào, cố gắng mạnh mẽ lên nha chức nha. Dạ, dạ. Chuẩn bị bài nào vui vui, chuẩn bị bài hát tặng bên nhà gái cái coi. Bắt đầu đi chức. Rồi mở quà để coi ý nghĩa đi cưng chứ. Hai người sao lù đi. Lên là chức à, chủ động lên. Chức á, đó mở quà của chức đi rồi. Là cái gì vậy cưng? Khoe cho mọi người. Cây son. Cây son màu gì nè, mở ra nè. Đi mua có lựa màu không? Em thích cái màu đó. Em thích màu này đúng không? Dạ, thấy môi bạn này với màu này xem không? Hình cũng gần. Gần gần đúng không? Dạ. Đó, màu ớt đó. Bây giờ em tô miếng son cho môi cho bạn gái cái coi. Chính xác. Đó, trời anh Linh hay quá. Anh Quyền Linh anh hay gì đâu, nhiều cái. Tô lên một chút xíu son coi nào cho nó đậm đà. Nên anh tô cho em nha. Quẹt tùm lum đi. Nó rung quá đâu, quẹt tùm lum nha. Quẹt sao cái môi nó dày ra đó. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau, bắt đầu nói chuyện đi nào. Em thấy sao em? Thưa thầy anh cũng được. Em muốn hỏi cái công việc của anh á. Anh đi làm như vậy là một tuần lễ anh đi hết? Chủ nhật là được nghỉ. Làm ngày giờ hành chính hay là? Anh làm giờ hành chính. Em cũng đã đổ vỡ một cái cuộc hôn nhân rồi. Nên mình cũng em cũng muốn tìm hiểu một cái người thật sự biết quan tâm, biết lo lắng cho cuộc sống của em. Và cả hai được cũng như là phải biết chia sẻ với nhau trong mọi đời sống hàng ngày và thông cảm cho cuộc sống của em. Thì mình sẽ tiếp tới. Nếu như nửa tháng anh đến thăm em một lần nữa. Dạ, được, không sao đâu. Tại sao nửa tháng? Khoảng cách nó cũng hơi xa. Bình Dương với lại Gò Vấp không có xa. Một tuần được không? Với lại nhiều khi công việc nữa. Không, nói chung là anh cảm thấy lúc nào là thoải mái nhất anh sẽ đến được với em. Tại vì bản thân em thì cũng mong là một người đàn ông thật sự chân thành, chứ không phải ép buộc gò bó thời gian, không có ý nghĩa gì hết. Quan trọng cái người đó đến với mình bằng sự chân thành, thấu hiểu. Chứ còn mà gặp gỡ nhau hoài mà cũng không hiểu cũng vậy. Trước mong muốn điều gì nói đi. Bây giờ thì nói chung là đến đây thì cũng là cái duyên. Mình cũng cho nhau cơ hội tìm hiểu, nếu mà trong thời gian tìm hiểu mà nếu mà hai bên cảm thấy nó tiến tới xa hơn được thì mình tiến tới. Rồi, hết thời gian. Đây là thủ tục của chương trình, nhưng nó cũng chính là trái tim của các bạn. Các bạn bấm nút theo nhịp đập của trái tim mình. Còn nếu tim mình không rung động, không cần bấm. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại, bấm hay không bấm là quyền của các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm, wow. Chúc mừng. Hay quá. Nắm tay nhau đi, chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Nắm tay nhau nào. Hiện nay chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội, tự chúng ta tạo nên điều kiện, chúng ta tìm hiểu nhau để yêu nhau. Rồi giờ sẵn xin phép em luôn để cho anh đặt nụ hôn lên má của em, đóng dấu cái buổi mà hai đứa gặp mặt. Anh xin phép nha. Bây giờ tình yêu nó không phải là ta ngồi ta chờ mình đâu. Mình đàn ông mình phải chủ động, bằng mọi giá, bằng đúng mọi rồi. Cách chinh phục thời gian để thể chinh phục tình yêu. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Yeah, cảm ơn chị Hồng Vân, anh Bình Linh ạ. Cảm ơn chương trình. Đó, rồi giờ chị cái chỉ đường nè, em đi xuống đây nè, cứng cầu thang. Em đi cái đường này rồi đó, em quẹo tay mặt rồi vô ăn sô cô la nha. Cô lên nha. Lắc lẻo dữ sợ.
Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn nhà hàng Mắc Hair, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với chúng tôi. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc Hair cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.